Hello cả nhà nha, hôm nay quay cho xem mọi người xem này anh nha, đàn giao thiên lý nha, hoa rất tốt mọi người thấy không? Đấy. Đây mọi người thấy không? Hoa rất sai, tốt kinh. Trồng này nó cũng đơn giản mọi người nhá, nó như dây nèo, đến vụ thì nó tự lên rồi. Đấy, hoa nhiều vô kể. Đây mọi người nhìn này, đấy hoa còn thế nhá, rất nhiều, bắt đầu nụ này. À, nhìn thấy chưa, làm này, nhìn này, đấy sai. Quá sai, người đấy chưa? Đấy mọi người thấy không? Trồng sai chưa? Đây, mọi người nhìn này, đây, bông hoa. Cái này mà không phải trồng bằng hạt mọi người nhá. Cái này chỉ cần cắt dây của nó là trồng nó lên. Rất dễ nên thôi mọi người, trồng tưới phân bón bình thường nên rất tốt luôn. Hoa đấy, quay cho mọi người xem đấy. Mọi người đấy, đây cái thân này mọi người trồng, cắt cái thân này ra nhé, dâm xuống là nó lên, không cần nhiều thân này thôi. Này mọi người đó, rất tốt. Mình nghe cho mọi người xem này nha. Đấy. Bye bye mọi người nha.